Một ngày sau khi có mặt tại Hàng Châu, Trung Quốc, Olympic Việt Nam bước ra sân tập để chuẩn bị cho các trận đấu tại ASEAN 19. Đội có buổi chiều hôm nay 17 tháng 9 và ngày mai để tập luyện trước khi bước vào thi đấu. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết ông đã tính toán và chuẩn bị kỹ lưỡng cho các cầu thủ có tinh thần, thể lực tốt nhất. Thật ra, với quỹ thời gian như vậy chúng tôi không thể làm tất cả mọi thứ được. Chúng tôi đã lường trước được vấn đề này. Chúng tôi cần điều chỉnh cái gì trước, cái gì sau. Theo chúng tôi thấy, trạng thái cầu thủ đang tốt. Việc đưa cầu thủ trở về trạng thái sung sức để chuẩn bị cho trận đấu hết sức quan trọng. Thứ hai, các cầu thủ phải có tinh thần tốt. Hai điều này, tôi thấy các cầu thủ Việt Nam đều đang có. Tinh thần hết sức thoải mái, hưng phấn. Sức khỏe cầu thủ đang ở trạng thái tốt, sẵn sàng cho các thử thách, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chia sẻ. Olympic Việt Nam tập buổi đầu tiên trên sân bóng ngoài trời. Cũng theo huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, ngoài vấn đề chuyên môn, ông và các cộng sự phải chuẩn bị cho các cầu thủ về tâm lý. Về mặt tâm lý, không phải đến đây chúng tôi mới chuẩn bị. Chúng tôi chuẩn bị từ những giải đấu trước, kể từ khi bước vào giải U23 Đông Nam Á 2023. Mặt khác, các cầu thủ lên đội tuyển quốc gia hay thi đấu vòng loại U23 châu Á 2024 cũng đã có những trải nghiệm, kinh nghiệm thi đấu và sẵn sàng cho ASEAN 19. Chúng tôi chỉ việc nhắc lại cho các cầu thủ nhận thức rõ tính chất, ý nghĩa giải đấu lần này, ông Hoàng Anh Tuấn nói. Buổi tập của Olympic Việt Nam diễn ra trên sân Chung-Cheong University of Finance và Economic East Athletics. Đây là sân bóng của một trường đại học tại Hàng Châu, Trung Quốc. Tuy nhiên, chất lượng mặt sân cùng hệ thống phòng chức năng rất tốt, có thể đáp ứng để tổ chức một giải đấu trẻ.